Hoa nổ này, hôm nay tao sẽ cho mày biết nắm đấm sư tử. Đòn cuối cùng rồi. Tháo lỏng ra để chúng mày ăn thịt tao à? Tao chính là chúa tể của khu rừng phía bắc này. Oh no. Hỡi muôn thú, ta là chúa sư tử, chúa sơn lâm mạnh nhất, khỏe nhất, to nhất của khu rừng này. Các bạn nhỏ ơi, các bạn muốn to khỏe như chúa sơn lâm như ta thì các bạn phải nhớ là chăm tập thể dục nhá. Anh đói gì nhỉ? Ủa các bạn ơi, mình tập nhiều quá bây giờ đói quá các bạn ạ. Khả năng là mình phải đi tìm con gì để ăn thôi. Dù là chúa sơn lâm nhưng mình vẫn rất đói. Bây giờ mình đang rất là thèm đồ ăn. Bây giờ mình phải đi săn con gì để ăn thôi. Ôi, chị mèo ơi, tha thiết ơi. Ôi, các bạn ơi, mình bị con mèo đuổi rồi. Ôi, chị mèo ơi, em chi chị đây. Em không phải là thức ăn đâu. Ôi, các bạn ơi, cứu mình với. Chị mèo ơi, em nói thật cho chị ạ. Chị đuổi em 7-7-4-9 ngày liền rồi. Chị cứ gọi em thì em phải làm cái gì? Chị cho em con đường sống như thế này. Em còn đi ăn chuột à? Em còn đi ăn ăn thóc ăn lúa gì? Chị cứ đòi ăn thì đẹp, chị quá đáng vừa ấy. Trong khu rừng này thiếu con vật mà chị cứ phải thích ăn em nè. Mày nhá, chính là cái đặc sản ngon nhất mà tao dừng ăn luôn, không thể tha cho mày được. Bây giờ mình phải tìm cách đuổi con mèo ấy chỗ khác được. Nó cứ đòi ăn thịt mình. Mình phải động não. Bây giờ tao ăn thịt mày á, tao đổi lắm rồi. Ôi, con sư tử đến thật kìa chị. Đâu? Trốn đi. Ôi, con sư tử đến thật rồi. Con chuột, con mèo kia. Ôi, các bạn ơi, mình đang đói thì mình lại gặp ngay hai con mồi thơm, đó chính là con chuột với con mèo các bạn ạ. Tối nay này phải có món là chuột nướng với cả mèo nướng rồi các bạn ạ. Còn... bây giờ mình sẽ vào mình làm thịt hai con đó mọi người nhé. Hai con kia đứng lại. Hai bọn này đứng ra. Tao sẽ nghiền chúng mày. Khoan, anh sư tử ơi, khoan đã. Anh cho em xin một giây để anh nghe em nói đã. Không quan, tao đói lắm rồi, tao sẽ thịt chúng mày. Con mèo này buồn cười nhỉ. Mày đi ăn thịt tao, sao bây giờ mày lại rúc ra sau lưng tao? Anh sư tử đẹp trai ơi. Em nói thật, anh quá là đẹp trai luôn. Em nói thật, anh quá là đẹp trai luôn. Quá là đẹp trai luôn. Đẹp trai thì có sẵn rồi, tao mới phải thịt chúng mày. Em xin Long Hạnh giới thiệu mày. Đây, em nói thật với anh là hai đứa bọn em là không chạy được nữa rồi, đằng nào cũng bị anh ăn thịt rồi đúng không? Nhưng mà bọn em có một cái câu hỏi này muốn dành cho anh. Chúng mày phải đi. Anh biết cái con hổ ở bên rừng phía nam không? Con hổ ở bên rừng phía nam tao không biết, nhưng mà nó bảo là nó biết anh. Biết đi. À, chắc là do danh tiếng của tao lừng lẫy quá nên nó mới biết tao phải không? Nó bảo là
trong cái khu rừng này ạ, sư tử có phải là mạnh nhất đâu, nó là mạnh nhất. Nó bảo là nó mà gặp sư tử đánh chết. Nó bảo là nó gặp anh nó thịt anh hùn, nó bảo là anh chỉ là con tép đấu trên mép thôi. Ta to như thế này mà nó dám bảo ta là con tép à? Mày thằng hổ kiếp, tao với mày không đội trời chung gì mà mày dám xúc phạm tao à? Anh ơi, bây giờ em dẫn anh đến gặp nó để anh xử lý nó đi. Thôi được rồi, bây giờ ta sẽ tạm thời tha chết cho hai đứa các ngươi. Nhưng mà hai đứa các ngươi phải dẫn ta tới chính xác chỗ ở của con hổ đấy bằng con đường nhanh nhất. Bởi vì bây giờ ta đói lắm rồi, không thể nào mà đi lâu mà đi nhiều được, các ngươi biết chưa? Lên đường, ok, let's go. Đúng là cha mẹ sinh ra làm chúa sơn nằm xuống thật đấy, vừa to khỏe vừa đừng người khác hầu. Ôi đói quá, ôi đói quá. Các bạn ơi, mình đường đường là chúa tể sơn lâm mà đến nỗi bây giờ mình phải ăn ve sầu các bạn ạ. Đợt trước mình tận 80 cân rồi, bây giờ xuống còn 40 cân rồi. Đây các bạn ơi, còn đúng cái khúc xương này. Không biết mấy con muôn thú trong rừng này đi đâu hết rồi. Mà mấy tháng này không thấy con nào. Tí ve sầu thôi các bạn ạ. Chán quá, cứ thế này mình không sống nổi. Thôi bây giờ mình cạn sức rồi, mình phải đi ngủ ấy, tí nữa mình còn lên đường ấy. Mệt lắm rồi. Hai thằng mày tìm nhanh lên, lâu quá tao đã đói mà chúng mày cứ dắt tao đi linh ta anh tình là thế nào nhở? Có thấy con gì không? Không, thế sao mày bảo con hổ? Mày điên là nãy tao nghĩa ra để mày tìm cách trốn đấy. Ôi nhưng mà không bảo con hổ thật á, nó thịt cả hai đứa đang câu giờ để tìm cách trốn đây. Đằng kia có con hổ thật cả này. Tao đói lắm rồi, tao tiệt chúng mày. Đây đằng kia có con hổ thật kìa, kia nó chính nó là một ấy. Chính thằng đấy nó xúc phạm anh ấy. Bây giờ anh nên anh xúc cho nó một trận đi. Thằng này bố láo lắm, toàn há miệng chờ xung thôi. Để em phát trực tiếp. Tao ghét nhất trên đời là ai xúc phạm xúc mạnh của tao. Vâng, con hổ kia hôm nay ta sẽ dùng 100% sức mạnh của vua sư tử chúng mày ra cho mày một bài học. Mày lên. Các bạn ơi, bọn mình sẽ cố gắng tìm cách để thoát khỏi hai con hổ này nhá. Con hổ này, hôm nay tao sẽ cho mày biết nắm đấm sư tử. Đòn cuối cùng rồi. Anh ơi, trước khi chết thì em xin anh nói lời cho tổ không? Không. Mày nói gì? Vì em hỏi anh nhá. Em là gì anh mà anh giết em? Mày không làm gì à? Mày dám nói xấu tao là tao là thằng là, tao chỉ là một con tép đỡ trên mép con mèo. Tao yếu, tao bé, tao không có đánh được ai hết. Mà mày còn bảo tao là mày mà gặp tao thì mày đập chết tao ăn thịt luôn, mày làm gỏi tao luôn. Ê, em là ai cô giáo bao giờ? Chính con mèo mới là con chuột nó xui tao như thế. Mày đừng có cãi đi. Em nói điên gì, em thề anh luôn đấy. Em 4 tháng trong khu rừng này em chưa được miếng thịt nào, nhìn người em như quay tan này. Đúng rồi. Các bạn ơi,
tao nói mày mày cũng thấy đúng. Đúng là nào mày là hổ mà nào mày chỉ yếu hơn tao sao mày ngươi quay tâm lại. Sao tay tao lại to bằng cái đùi mày này này nào. Ủa em bảo là em không phải em rồi. Bố đang lay em ở trong khu rừng này mà. Thì không phải mày nói gì à? Thì con mèo hóa ra con mèo mày hiểu con chuột nó lừa tao. Em mà tất đuồn này đáng nghe dòng họ tự tử với dòng họ là hổ này, anh em mình có quan hệ với nhau ấy. Anh của em là chú rồi đấy. Ờ thế à? Ờ thế hóa ra mình vừa đánh chú mình à? Thế thôi thì tao xin lỗi chú nhá. Ừ. Thế thôi tao không biết thì chú cho tao xin lỗi. Thì chú cho tao xin lỗi. Nhưng mà đi yên quá. Ờ làm chú làm thế à? Chú yêu thế. Mày đấm nó tao còn gì tức đâu. Thì chứ con mèo mày con chuột nó dám lừa tao. Mẹ tao chú mày đấy. Thế tao vẫn gọi chú bằng chú anh để. Thôi thử kia con này yếu lắm. Đi đi. Chị mèo ơi chuẩn bị chuẩn thôi, chúng nó chuẩn bị phát hiện rồi. Hai con kia đứng lại. Quay lại hai chúng mày. Chúng mày dám lừa tao à? Ủa mày không mày chết chắc rồi. Em lừa đâu, anh bảo thế mà. Cãi à, đây là chú tao. Mày biết cái gì à? Ôi chết rồi. Thế hai anh chờ tí, chắc là em nhầm lẫn gì ở đây. Chả là bây giờ một đứa đã khó đối phó rồi, hai đứa làm sao đối với bạn đối phó được. Thôi bây giờ để em dùng trí thông minh để em nghĩ cái. Em nhầm đấy. Này thì nhầm quá. Tại khoan, không, em không nhầm đâu. Em nói thật với hai anh ạ. Bây giờ bọn em không chạy nữa. Thế cho bọn em nói là trang chủ cuối được. Mày nói đi. Cái con báo ở cánh rừng phía tây ạ. Con báo nó bảo em ạ là tất cả con vật trong khu rừng này chỉ có một mình nó thoát khỏi dây chói được thôi. Nó bảo với em ạ là đứa nào mà thoát được khỏi dây chói ạ thì nó sẽ tôn lên làm chú sơn lâm. Này. Cái chuyện đấy đối với tao nó quá là đơn giản. Hai chúng mày ạ, chuẩn bị dây chói đi. Đi chuẩn bị dây. Nhanh lên. Này. Đây. Em xin long hành giới thiệu với hai anh. Đây chính là cái cây để hai anh thực hiện thử thách này. Ôi trời ơi, em nói thật em cũng cảm thấy ức chế thay cho hai anh. Nó con đấy nó nói mà nó không nể mặt hai anh. Anh đáng chế nhạo coi thường anh. Anh này tố cáo như thế này bảo có cái dây này có cái gì mà không thoát ra được. Tớ vậy. Thôi thế anh vào đây để em trói. Vào đi. Được. Tao dặn mày nhá, mày phải trói thật chặt vào con hổ khổ này, mày giúp nó trói. Xong trói xong tao thì hắn trói mày. Cứ thẳng tay vào trói nhá. Nào anh trói thật chặt vào. Mày giết cho tao chặt hết cơ rồi. Bọn mày mà quấn lỏng lẻo tao ra ra toàn thì tất chúng mày. Kể cả chúng nào đó. Anh sư tử anh to cao thế này. Bọn mày mà không có được quấn chặt là đừng trách tao ác. Anh hổ vào nó đi. Anh hổ vào đi. Đấy, bây giờ cuộc thi bắt đầu anh ạ. Bắt đầu. Chúng mày anh chăm sóc mày của tao đây. Thằng hổ mày nạn trước tao cho nhường mày trước. Thằng hổ mày yếu quá. Ôi thế mà ông tình tướng. Chú nhìn tao này. Mày nhìn cho kỹ vào nhá. Tao chỉ làm đúng một lần thôi. Một lần thôi nhá. Còn báo tao sẽ cho mày biết. Chứ phải vẫn nỗ lực chứ. Ghê thế nhỉ. Tụi em đã thấy có cái dây nào đứt đầu. Đứt đầu. Nào mà. Hả? Bạn ơi. Hình như là mình chưa vận hết công lực khi nào để mình làm lại. Vận làm tiếp đi. Để làm lại nó. Đây chính là càn khôn đại na di dịch chuyển dây cho khác. Ôi ngay thì báo thắng rồi. Cái này thua con báo à? Chuột đấy anh bảo. Vâng, anh có gì bảo em. Thực ra là cái dây này nó buộc nó hơi vướng tay anh tí mà. Nên là anh không vận được công được. Thế bây giờ em tháo lỏng dây ra một tí. Tháo lỏng một tí rồi. Tháo lỏng một tí thôi. Để anh cho cái tay ra là anh có thể vận được công cái dây được. Tháo lỏng ra để chúng mày ăn thịt tao à?
Đáng đời con hổ và con sư tử suốt đời vẫn là kẻ ngu ngốc. Đây là dây chói bắt thợ săn, chúng mày thoát là kiểu gì? Mẹ ơi, nhiều con. Tại mày đây. Ngoài đi đi. Mẹ ơi, nhiều con. Mẹ ơi, nhiều con. Hai chú cháu ở đây chơi vui vẻ nhá. Anh về trước nhá. Anh Chuột kia, anh Chuột gì, em cho em gì? Chị mèo cứu cứu em ơi. Chị mèo. Anh Chuột. Ôi các bạn ơi, do hai thằng mình ngu nên do mình cứ cậy sức khỏe, mình tinh tướng thì bị lừa rồi. Trời đây rồi. Bây giờ mình đi rút ra một bài học là sống ở đời phải nghiêm tốn, không được đi tuệ tinh tướng, không được bốc phét. Các bạn đừng như mình nha. Mẹ ơi, như vậy.